Xin kính chào anh chị khách hàng. Hiện tại thì Giang đang có mặt tại dự án The Standard Bình Dương. Thì sau đây Giang sẽ chia sẻ với anh chị khách hàng những thông tin về tiện ích của dự án The Standard Bình Dương của chúng ta. Thì trước khi chia sẻ chi tiết về thông tin về tiện ích thì Giang sẽ điểm qua một vài thông tin về dự án The Standard Bình Dương này. Dự án The Standard Bình Dương được phát triển bởi chủ đầu tư An Gia và tập đoàn Red Group đến từ Nhật Bản. Và xây dựng chính những cái căn nhà phố của dự án của chúng ta là đó là tập đoàn Ricoh. Ricoh hiện tại là một trong ba đơn vị xây dựng hàng đầu của Việt Nam, bên cạnh tập đoàn Cotecom và Hòa Bình. Và dự án của chúng ta được quản lý và vận hành bởi tập đoàn Taisei đến từ Nhật Bản. Taisei là một trong những đơn vị quản lý vận hành có thâm niên rất là lớn, lên tới 150 năm và đã khẳng định tên tuổi thương hiệu ở trên trường quốc tế. Chủ đầu tư An Gia luôn luôn chú trọng và lựa chọn những cái điều tốt nhất đến cho cư dân khi mà họ sở hữu một căn nhà phố liền kề tại dự án The Standard này. Bây giờ Giang sẽ chia sẻ thêm về quy mô của dự án. Quy mô dự án của chúng ta là lên tới 6.9 hectare, được xây dựng tổng cộng là 374 căn, bao gồm 8 căn nhà phố thương mại, shop house, mặt tiền đường ngay cổng chính của dự án và 366 căn nhà phố liền kề xung quanh dự án của chúng ta. Bây giờ Giang sẽ mời mọi người cùng theo bước chân của Giang di chuyển đến những cái tiện ích tại dự án The Standard. Và đây là không gian khu vực hồ bơi hay là công viên trung tâm của dự án The Standard của chúng ta nè anh chị khách hàng. Thì vị trí đây là khu vực hồ bơi người lớn, và phía bên kế khu vực hồ bơi người lớn đó là khu vực hồ bơi dành cho trẻ em. Rồi, trong cái hồ bơi của chúng ta có luôn cái bể sục jacuzzi anh chị khách hàng nhé, và dãy hàng ghế để chúng ta phơi nắng mỗi buổi trưa ha. Và cái điều tuyệt vời mà Giang thấy khi mà chủ đầu tư An Gia phát triển cái dự án này á, là chủ đầu tư An Gia luôn tạo ra những cái điều tuyệt vời cho cư dân. Ví dụ anh chị khách hàng theo cái tay của Giang ha, thì chủ đầu tư đang bố trí khu vực trò chơi dành cho trẻ em nữa nè, kế bên hồ bơi luôn. Thì như anh chị khách hàng biết là các cháu rất là năng động đúng không ạ? Chúng ta có những đứa con, những đứa bé năng động, thì khi đứa bé sẽ chơi trò chơi và các cháu mệt á, mồ hôi toát ra, thì các cháu có thể là nhảy xuống khu vực hồ bơi các cháu chơi luôn. Thậm chí các cháu có những cái trò chơi súng nước nè, bắn súng nước, rồi các cháu chơi rất là vui khi mà chúng ta có con cái ở trong một cái cộng đồng cư dân văn minh và nó biệt lập như vậy, thì các cháu dễ dàng chơi và rất là an toàn khi có một cái đơn vị quản lý vận hành tay xây họ kiểm tra, và có những cái nhân viên an ninh của hồ bơi họ luôn luôn đi xung quanh và quản lý các cháu giùm cho mình luôn, nên mình cũng sẽ an tâm cực kỳ. Ngoài không gian trò chơi ngoài trời á, thì chủ đầu tư An Gia có bố trí khu vực trò chơi trong nhà dành cho trẻ em luôn. Ở vị trí clubhouse, anh chị khách hàng thấy sau lưng Giang ha, khu vực clubhouse này á, chủ đầu tư An Gia đầu tư lên tới 5 triệu đô để xây dựng khu vực clubhouse này. Tại khu vực clubhouse này gồm có không gian trò chơi trong nhà dành cho các cháu thiếu nhi nè, rồi không gian khu vực cà phê. Không gian khu vực cà phê này chủ đầu tư An Gia liên kết với một cái đơn vị rất là nổi tiếng cà phê Trung Nguyên anh chị khách hàng nhé. Thì Trung Nguyên sẽ đặt một cái bút cà phê ở đây để phục vụ cho toàn bộ cư dân. Và chính tại cái clubhouse này ở trên tầng 1 anh chị khách hàng, thì nó có khu vực phòng đọc sách. Thì chủ đầu tư An Gia biết rằng con em chúng ta là cái kho tri thức mới, thì chủ đầu tư bố trí những cái quyển sách hay để cho các cháu có thể đọc, và thậm chí cha mẹ có thể dành thời gian để mà cùng ngồi đọc sách và làm việc với các cháu. Nó sẽ tạo một cái không gian liên kết cực kỳ là tốt. Chúng ta sẽ quản lý được con em của chúng ta nè, là con em chúng ta sẽ không quá cắm đầu nhiều vào những cái thiết bị công nghệ như điện thoại, smartphone chẳng hạn ha. Thì các cháu sẽ có những cái tri thức tốt hơn và thể chất, thể lực tốt hơn, trí lực tốt hơn. Kế bên khu vực phòng đọc sách của tại clubhouse thì chủ đầu tư An Gia còn bố trí khu vực yoga dành cho các chị. Thì các chị em thì Giang biết rằng các chị em rất thích những cái môn thể thao nhẹ nhàng như yoga, nó cũng nâng cái thể lực cho các chị rất là nhiều. Mỗi buổi sáng thức dậy nè, hoặc là những cái giờ mà mình đi làm về á, thì mình cần cái không gian như vậy.
Thì sau khi các chị tập yoga xong, các chị có thể là trải nghiệm tắm hồ bơi hoặc là bể sục jacuzzi cũng được. Hoặc là các chị có thể chọn khu vực sauna phía sau cái khu vực yoga của chúng ta ha. Còn các anh nam thì sao ạ? Các anh nam cũng có thể tập cái môn yoga luôn nghe mọi người. Và kế bên cái môn thể thao yoga thì có cái môn gọi là thể hình, đó là phòng gym kế bên luôn. Thì thậm chí các chị nữ cũng có thể là sẽ thích cái phòng gym này. Và tại vị trí của phòng gym của chúng ta là chủ đầu tư đang gia bố trí tất cả khá là nhiều những cái thiết bị để mà cho chúng ta tập gym, nâng cao cái thể hình của chúng ta. Và khi tập gym xong thì anh chị có thể dùng cái bể sục jacuzzi hoặc là sauna cũng rất là tốt. Và anh chị nhìn vào cánh tay của Giang ha, tại khu vực cái lâu đài cho trẻ em đó đó, thì ở đó là chủ đầu tư An Gia bố trí một cái sân thể thao. Sân thể thao đó dùng 3 môn thể thao kết hợp, đó là môn thể thao cầu lông, bóng chuyền và bóng rổ. Và bây giờ anh chị khách hàng cùng theo cái bước chân của Giang ha. Tại công viên trung tâm này, chủ đầu tư An Gia bố trí một cái hồ cực kỳ là đẹp luôn, hồ cảnh quan ha. Khu vực hồ cảnh quan này chủ đầu tư An Gia trồng những cái loại sen màu tím cực kỳ là đẹp nữa anh chị khách hàng, và nuôi cá koi tại khu vực hồ cảnh quan này luôn. Đây là khu vực của Giang đây, bên đây. Không gian này thì trước đây chủ đầu tư An Gia bố trí một cái nơi để mà làm gặp chiếu phim ngoài trời. Mỗi buổi tối đi làm về mình mệt mỏi á, thì bên ban quản lý vận hành thì họ sẽ tổ chức những cái buổi chiếu phim ngoài trời nè. Rồi, còn dành cho những cặp tình nhân thì sao anh chị thằng ạ? Nếu mà những cặp tình nhân á, thì chúng ta sẽ có một cái không gian trải nghiệm vô cùng là lãng mạn luôn. Đó là những bàn ăn bên cạnh hồ bơi với ánh nến, ánh đèn lung linh. Đây, chủ đầu tư An Gia bố trí những cái hàng đèn như vậy nè, để mỗi buổi tối thì khi mà anh chị khách hàng muốn tạo những cái điều bất ngờ cho những người ấy của mình á, thì mình có thể book với đơn vị quản lý vận hành một cái dịch vụ gọi là ăn ban đêm giữa hai người á, mà đặt ở cái hồ bơi này tuyệt vời ha. Thì những cái bộ bàn như vậy mình sắp xếp, mình đặt tại hồ bơi này để mình trải nghiệm cái buổi gọi là ăn đêm lãng mạn bên ánh nến, ánh đèn, tuyệt vời đúng không ạ? Và đây là khu vực để mà chúng ta có thể đặt những cái bàn tiệc cũng rất là tuyệt vời. Giả sử chúng ta có những cái tiệc họp mặt gia đình nè, rồi những tiệc tưởng nhớ đến ông bà cha mẹ, tưởng nhớ đến những cái kỷ niệm nào đó, thì chúng ta có thể book với phía ban quản lý vận hành thì họ sẽ sắp xếp những cái buổi tiệc đó. Chúng ta có thể thuê những dịch vụ bên ngoài cũng được, hoặc là chúng ta có thể thuê luôn cái dịch vụ quản lý, quản gia của dự án ban quản lý vận hành sẽ cung cấp cho anh chị đơn vị quản gia đó. Tuyệt vời. Nếu chị khách hàng muốn tìm hiểu và sở hữu ngay cho mình những cái căn nhà phố liên kế tại dự án The Standard thì vui lòng liên hệ với chúng ta qua số điện thoại 0914245885. Giang sẽ hỗ trợ và mời anh chị đến tham quan thực tế tại dự án The Standard. Xin chào.